Khánh Vân tái hiện pha đụng hàng lịch sử giống hờ hen nỉ hệ lời tiên tri cho vị trí Á hậu tại MU20. Vô tình tái hiện lại màn đụng hàng năm nào của hờ hen nỉ hệ, phải chăng đây là lời tiên tri cho Khánh Vân sẽ đạt được vị trí cao tại Miss Universe? Trong cuộc chiến nhan sắc tại Miss Universe, Hoa hậu Khánh Vân đang là cái tên tạo được ấn tượng tốt với cả khán giả trong nước và truyền thông quốc tế. Không chỉ ghi dấu ấn với nhan sắc, tính tình thân thiện mà Khánh Vân còn có những màn xuất hiện rất độc đáo cùng loạt tập phịt chỉn chu, đáng chú ý là màn đụng hàng khá thú vị của cô cùng mỹ nhân Albania. Khánh Vân cùng bộ xịt họa tiết thú vị, mang đường nét tương đồng với đại diện Albania. Thiết kế mang tông trắng, họa tiết hoa lá rực rỡ, thanh lịch. Điều đáng nói là vào năm 2018, Hờ Hen Nỉ Hệ cũng từng có màn đụng hàng với hai thí sinh đến từ Venezuela và Sắp Thờ Ả Phi Cả, sau đó cả ba đã cùng lọt vào top 5 cuộc thi. Trong phần thi phỏng vấn kín năm 2018, Hờ Hen Nỉ Hệ đã có màn đụng hàng cùng hai mỹ nhân Venezuela và Sắp Thờ Ả Phi Cả. Sau đó, cả ba cùng nắm tay nhau lọt top 5 chung cuộc. Ba thí sinh rạng rỡ chụp ảnh khoe ập phịt đụng hàng bất ngờ. Liệu đây có phải là lời tiên tri về việc Khánh Vân sẽ cán mốc tại Miss Universe 2020 ở vị trí top 5 đồng nghĩa với việc trở thành Á hậu hoàn vũ đầu tiên trong lịch sử? Màn đụng hàng lịch sử giữa các đại diện Việt cùng đối thủ. Liệu Khánh Vân sẽ trở thành Á hậu hoàn vũ quốc tế đầu tiên của Việt Nam? Chưa biết mọi chuyện thế nào, nhưng ở thời điểm này, khán giả hoàn toàn có thể tin tưởng vào Khánh Vân và những gì người đẹp đang thể hiện tại Miss Universe 2020. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.